làm thế nào để thu hút khách hàng trong thị trường cạnh tranh xin chào mọi người hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thu hút khách hàng hiệu quả trong thị trường cạnh tranh khốc liệt đặc biệt trong ngành thú y đầu tiên hãy tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng không chỉ đơn thuần là bán hàng mà hãy cung cấp thông tin bổ ích chia sẻ các mẹo chăm sóc thú cưng hướng dẫn hoặc bài viết về sản phẩm của bạn sẽ giúp khách hàng cảm thấy bạn quan tâm đến họ thứ hai hãy tạo sự khác biệt ngành thú y đang rất đông đúc vì vậy bằng cách đưa ra những sản phẩm độc quyền hoặc dịch vụ đặc biệt bạn sẽ ghi điểm trong mắt khách hàng ví dụ bạn có thể hợp tác với một bác sĩ thú y để cung cấp buổi tư vấn miễn phí cho khách hàng mới một trong những cách quảng bá hiệu quả là sử dụng mạng xã hội tạo các video ngắn giới thiệu sản phẩm livestream các sự kiện hoặc khuyến mãi hấp dẫn sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo người xem đừng quên sử dụng hashtag phổ biến liên quan để tăng khả năng hiển thị Cuối cùng, đừng ngại sử dụng feedback từ khách hàng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. Hãy yêu cầu họ để lại đánh giá sau khi trải nghiệm và sử dụng thông tin đó để nâng cao chất lượng dịch vụ. Cảm giác được lắng nghe sẽ khiến khách hàng quay lại với bạn ngay cả khi có nhiều lựa chọn khác. Vậy là, để thu hút khách hàng trong thị trường cạnh tranh, bạn cần tập trung vào việc tạo giá trị, sự khác biệt, tận dụng mạng xã hội và lắng nghe phản hồi. Hãy áp dụng ngay hôm nay và nhìn thấy sự khác biệt nhé nếu bạn thấy những mẹo này hữu ích hãy nhấn like và theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích về marketing và bán hàng trong ngành thú y hãy để lại nhận xét bên dưới về cách bạn thu hút khách hàng nhé